Đại dương quá rộng lớn. Ừ, quá rộng. Có địch hướng 3 giờ. Cuộc thế chiến lịch sử luôn là nguồn cảm hứng lớn cho các nhà làm phim, và những tác phẩm đó đều được khán giả đón nhận nhiệt tình. Anh tôi từng nói tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. Bộ phim Bất Khuất của nữ minh tinh kiêm đạo diễn Angelina Jolie cũng không ngoại lệ. Em cứ như thế thì sẽ thành du đãng. Cố mà tập luyện đi. Xoay quanh cuộc đời của Luis Zamperini từ một thiếu niên ngỗ nghịch trở thành vận động viên Olympic huyền thoại. Đây có lẽ là thành tích vòng cuối nhanh nhất trong lịch sử. Và sau khi gia nhập quân ngũ, ông đã trải qua chuỗi ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Lênh đênh trên biển suốt 47 ngày. Này! Không nước, không lương thực. Ta sẽ chết ở đây. Ta sẽ không chết. Vậy là cậu nghĩ có một kế hoạch vì đại nào đó. Vì sao ta vẫn sống còn người khác thì chết? Bị bắt làm tù nhân của quân địch, chịu sự tra tấn dã man cả về tinh thần lẫn thể xác. Các ngươi là kẻ thù của Nhật Bản và sẽ được đối xử tương xứng. Điều duy nhất giúp ông vượt qua tất cả chính là nhờ ý chí. Nhìn ta. Đừng có nhìn. Phải dạy cho gã này biết tôn trọng kẻ khác. Từng tù nhân ở đây sẽ dạy cho hắn sống sót đến cuối cuộc chiến. Đó là cách ta trả thù. Nếu sẵn sàng đương đầu, tôi có thể chiến thắng. Đánh đi. Mạnh lên. Nào, mạnh lên. Chào bố mẹ. Con trai yêu quý của bố mẹ, Louis. Đây là lần đầu tiên bố mẹ nghe thấy giọng con trong suốt 2 năm qua. Con không bị thương và vẫn khỏe. Nếu hắn làm rơi, bắn hắn. Và năm mới hạnh phúc. Cùng đón xem nghị lực sống phi thường và hành trình chiến đấu gian khổ không tưởng của người hùng chiến tranh Luis Zamperini trong bộ phim Bất Khuất trên kênh HBO.